khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình, không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ, không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thật. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật, họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Nằm trên tầng thượng của tòa nhà Pacific Place sang trọng và hiện đại bậc nhất tại Hà Nội, Rooftop Bar and Restaurant nổi lên không chỉ như một địa chỉ ẩm thực chất lượng, mà còn là điểm hẹn thường xuyên của giới nghệ sĩ Hà Thành. Không phải vô tình mà Rooftop là nơi được rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng lựa chọn làm nơi trình diễn trong các chương trình đẳng cấp của mình. Bước vào Rooftop là bạn đã tới với một thế giới khác, thế giới của nghệ thuật. Bầu không khí nghệ thuật được thể hiện từ lối thiết kế độc đáo trên không gian mở của tầng thượng, của nội thất sang trọng cho tới cách bài trí ánh sáng huyền ảo và âm nhạc tinh tế. Không chỉ nghệ thuật về mặt thị giác và thính giác, Rooftop còn khuất phục tôi ngay từ lần đầu tiên với màn trình diễn về vị giác thật hấp dẫn của những món đồ uống lôi cuốn và độc đáo. Vị khách mời của tôi hôm nay là nghệ sĩ, người dẫn chương trình Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đối với tôi, chị là một người phụ nữ đặc biệt, đặc biệt từ tên gọi cho tới cách sống và cách nghĩ. Vậy nên tôi cũng muốn chào đón chị tới với chương trình Nói Ra Đừng Sợ theo một cách thật đặc biệt. Và thiết tưởng sẽ chẳng có gì phù hợp hơn là một cuộc gặp gỡ tại Rooftop này. Cái người bạn trai hiện nay của chị có đã phải là cái người đó chưa? Hiện giờ thì anh vẫn làm được cái nhiệm vụ đó. Tại vì nói thật là Duyên ở rất là xa anh. Hai đứa ở cách nhau mà bay tới 5 tiếng. Có nghĩa là anh ở Maryland, Washington, Duyên ở California. Và một tháng chỉ gặp nhau một lần. Hay là cách 2-3 tuần gặp nhau mà chỉ gặp nhau 1-2 ngày. Tại vì anh cũng đi làm. Nhưng mà cho tới giờ phút này, Duyên không dám nói về tương lai. Thì cái mà hỗ trợ tinh thần cho nhau vẫn có đó. Và anh cho Duyên cái cảm giác đó. Có thể tại vì không ở gần nhau đấy. Đấy, vấn đề là ở chỗ là lâu lâu chị mới gặp nhá. Và giống như cái lý thuyết mà lúc nãy chị nói, coi như mình không nhìn thấy. Cho nên mình vẫn tin rằng anh ấy là người của mình. Nhưng mà nó sẽ hơi phi thực tế một chút khi mà cái người đàn ông nói chung, mà nhất là người Á Đông, anh cũng là người Việt Nam đúng không? Thì cái việc mà xa bạn gái, xa vợ mình đó, thì rất có thể bất cứ những chuyện gì có thể xảy ra, đúng không? Thì chị làm thế nào để có thể tin được một cách tuyệt đối vào cái một cái mối tình, một cái người ở quá xa như thế? Nó không khó, như anh nói là Duyên không phải là một con người đa nghi. Và Duyên sống một cách rất là simple, đơn giản. Những cái gì Duyên không thấy thì đó, Duyên không màng. Anh nói anh yêu Duyên thì Duyên vẫn tin và cho tới... Tất nhiên là Duyên không có tin tưởng. Nếu mà Duyên nghe người này người nọ nói ồ giời tôi thấy anh đó đi thì mình cũng muốn tìm từ. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì Duyên không nghe ai nói. Hay là anh giữ kín quá, anh quá thông minh, anh tài giỏi quá thì cũng đáng được yêu phải không anh? Nhưng anh không phải trong showbiz đúng không? Anh không làm nghệ thuật. Anh không làm nghệ thuật. May quá. Giờ đó thành ra những người làm nghệ thuật đi ra ngoài người ta cũng biết. Và cho tới giờ phút này thì Duyên nghĩ là có thể đó là cái chìa khóa của tình yêu không anh? Tại vì một cái cuộc tình mà xa nhau như vậy mà cho tới bây giờ cũng hơn 3 năm mà lần đầu tiên Duyên vẫn còn cảm thấy nóng bỏng thì ai cũng nói là chắc tại vì ở xa thì đúng. Không biết đó có phải là một cái nếu mà nói về con người thì một cái liều thuốc trường sinh bất tử thì không phải đó, không biết có phải đó là một cái liều thuốc để cho tình yêu bất tử không? Nhiều khi là mình ở xa thì và lâu lâu gặp lại thì cái tình cảm nó thắm đượm hơn. Đúng. Nhưng mà cứ ở bên cạnh lâu quá, nghĩa là giống như là những hai người khi yêu nhau đúng thì rồi. Bao giờ họ cũng yêu nhau nhiều hơn. Nhưng khi về sống chung một nhà hoặc là khi cưới nhau rồi thì đầy những cái vấn đề đúng không? Các khó khăn, sự khác biệt lúc đấy nó mới lộ ra rất là nhiều. Và khi
khả năng chia tay khi mà đã lấy nhau nó nhiều hơn nhiều. Đúng. Đó thành ra, bởi vậy thành ra đối với Duyên với anh có những lúc hai đứa muốn đến gần hơn, cứ nói là thôi hay là anh dọn ra xong rồi, nhưng mà lại sắp dự định dọn ra thì hay là thôi anh chờ tí để kiếm được việc ngon việc chắc, đừng có. Thành ra Duyên cứ giữ muốn nửa muốn tiến tới nửa không, thành ra nó cứ ở trong cái tình trạng đó. Thì... anh là nhà kinh doanh không? Anh đi làm cho cơ sở thôi. Anh ấy nếu như anh ấy làm nghề kinh doanh thì hay là anh có những cái công việc nó không liên quan đến nghệ thuật thì cái sự thông cảm với những người mà làm nghệ thuật như chị nó có không? Anh có liên quan đến nghệ thuật là anh viết rất là hay. Anh là một người cũng giống như anh, một người writer, viết là viết chơi thôi, không viết chuyên nghiệp. Nhưng mà bắt đầu từ những cái bài viết đó thì Duyên có cảm tình với anh qua những cái sự viết đó, anh viết rất là hay. Và tất nhiên là cũng có món văn nghệ, cũng có ban nhạc, nhưng mà hát theo cái kiểu mà gia đình, hay là hát những cái buổi từ thiện, hay là những cái văn nghệ bỏ túi. Rất là có máu văn nghệ. Và đối với Duyên, cái máu văn nghệ nó quan trọng hơn là một người đi làm văn nghệ. Tại vì Duyên biết rất nhiều những người ca sĩ chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn không có máu văn nghệ. Nó khác biệt phải không anh? Nó khác biệt. Cũng có nói chuyện với những người mà họ nói rằng là ca sĩ chưa chắc đã là nghệ sĩ. Đúng, nhưng đúng. Còn có rất là nhiều người không làm gì cả liên quan đến văn nghệ nhưng mà lại là nghệ sĩ. Đúng, vì họ có cái tâm hồn nghệ sĩ. Đúng, đúng. Nhưng mà những người nghệ sĩ thì lại cùng gắn liền với cả cái máu lăng nhăng đấy. Nhưng mà tại sao anh nghĩ là chỉ có nghệ sĩ hay là có nhiều người khác không, cũng có, nhưng mà khác. Nghệ sĩ thì người ta biết đến nhiều hơn. Họ có nhiều cơ hội hơn. Không, Duyên lại không đồng ý là tại vì như vậy nè. Có thể với đàn ông, chứ cha nói vậy là mấy anh nam ca sĩ lại la Duyên. Có thể với đàn ông, nhưng mà đối với Duyên, và Duyên cũng nói chuyện với rất nhiều những người nữ ca sĩ, thì tụi Duyên bay show. Bay một weekend tới, ví dụ gặp một người tới đón mình ở phi trường về, hay là ngay cả anh Vinh cũng biết, mỗi lần Duyên ra Hà Nội gặp anh nói chuyện một hai câu rồi đi về, nó không có cái thì giờ để cho cái tình cảm nó nảy nở. Còn có thể với đàn ông thì nó dễ hơn, nhưng mà với đàn bà thì vẫn cần cái tình cảm. Còn vì vậy những người mà đi làm công sở đó, theo ý Duyên, đàn bà dễ hơn, tại vì làm với nhau hàng ngày, đi ra uống có cái máy cà phê đứng nói chuyện, đi ăn lunch, rồi có những cái cơ hội đi làm chung nó lâu thì cái tình cảm nó dễ nảy nở. Còn nghệ sĩ là cứ bay show về, mình chưa gặp ai, hay là ngay cả mình gặp một người mình thích, ồ sao người đó ở xa quá, thì ngay cả cái anh bạn mà Duyên gặp thật ra mới đầu cũng rất là ái ngại, tại vì anh ở xa quá, cũng ít cái cơ hội hơn anh. Nhưng mà những cái thông thường thì khi mình yêu nhau đó thì mình muốn cái người đó ở gần mình. Có. Vì sao chị lại tin tưởng mà để cho giao chứng cho ác, để anh ấy ở xa như thế mà vẫn có cái niềm tin được, thì đấy là không, tại vì Duyên nghĩ ngược lại, anh cũng phải có cái niềm tin nơi Duyên. Tại vì Duyên là một người đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, ngay cả chính gặp những người mà có thể có nhiều cái hơn anh về mọi khía cạnh, cũng gặp những người này người nọ săn đón, chưa chắc gì là vì cái tình cảm, nhưng mà vì cái sự quý mến hẳn đi, thì anh cũng phải có ở cái niềm tin ở Duyên. Và tất nhiên là Duyên cũng có nhiều khi mình thấy trái ngược với mình lắm, có rất nhiều khi mình cảm thấy cô đơn, mình muốn có người nó ngay bên cạnh chứ, nhưng mà có thể vì không có bên cạnh được, thành ra thôi mình đành trở thành một triết lý gia để mình nghĩ là thôi ở xa cho tình yêu nó nóng bỏng anh đó. Người ta nói là những người mà không được cái này thì mình lại trở thành một triết lý gia thôi. Nhiều khi mình cố gắng mình tin tưởng thế thôi, mình dùng cái lý trí để mình áp đặt lên tình cảm thôi, người ta gọi là ám thị đó. Thì nhưng mà cái chị xử sự như thế nào trước những cái tin đồn, ví dụ như tin đồn anh ấy trước kia anh đã yêu một cô ca sĩ này, anh ấy tôi nghĩ là bây giờ thì không, nhưng mà ví dụ chị có bao giờ chị cảm thấy ghen không, thì anh ấy đã từng là người ta nói có thể là thật hay không thật, nhưng cô anh ấy đã từng là bồ của cô Hồ Ngọc Hà chẳng hạn. Đối với Duyên, nó nói chung đó, Duyên không bao giờ ghen với cái dĩ vãng bất cứ là ai, tại vì nó qua rồi. Mà anh nghĩ coi, tự nhiên Duyên có mấy người bạn nó cứ nói trời ơi, ông chồng ông đi gặp cô bạn gái cũ, họ nghĩa là cứ điên lên vì ghen nữa. Tại sao chị lại lo gái cũ, chị phải lo gái mới chứ, khi nào bạn gái mới chị mới lo, bạn gái cũ hay vợ cũ thì nó đã qua rồi. Và tất nhiên đối với Duyên thì
Duyên cũng đã qua hai đời chồng, thành ra Duyên không thể nào Duyên nói người ta là không có quen ai được. Thành ra cái đó Duyên không để ý. Đó cũng là một chuyện nữa mà mình nên bỏ ra ngoài đầu. Nếu mình muốn sống thảnh thơi, mình lo chuyện người tới chưa lo hết là còn lo người cũ. Như vậy, tức là chị cũng cũng có một cái niềm tin vững chắc vào cái đối tượng của mình. Duyên gặp ai Duyên cũng tin, không phải riêng người này. Và có thể như anh nói, có thể đó là một cái cách tự mình đặt ra để cho mình cảm thấy. Tại vì đối với Duyên, cái con người mà cần hạnh phúc mà vui nhất phải là Duyên đã. Thì bây giờ Duyên nghi ngờ người đó, không biết người đó có thật hay không, Duyên sẽ làm khổ. Hay là cũng như mình tức giận ai, mình chửi bới, mình thầm, thì người đó họ đâu có nghe mình tức. Nhưng mà mình là cái người khổ trước, vì mình tức, mình ghen, mình bực bội. Thì chi bằng mình giải tỏa cho mình trước đi đã, đừng có nói tới người ta. Rồi khi nào nó tới thì mình hãng tương đầu với nó. Như vậy khi mà từ một cái mối tình rất là đẹp như với Trịnh Hội ngày xưa, rồi bỗng nhiên hai người chia tay thì thông thường nó là những cái lý do là thì anh có người khác hay là tôi có người khác. Còn đối với chị thì lý do là gì? Duyên nghĩ là cái lý do đầu tiên phải là cái tình cảm nó đã phai nhạt rồi. Tại vì có thể với Hội, nếu Duyên nghĩ lại đó, thì có thể là cái trường hợp xa nhau nhiều quá. Tại vì ngay từ lúc đầu lấy thì Hội cũng đã đi làm nhiều việc ở ngoài, Duyên cũng đã đi làm nhiều. Duyên không trách Hội, tại vì trong nhà bây giờ Duyên mới thấy là chỉ có nên một người luật sư thôi nhé. Hai người luật sư đã khổ, hai người nghệ sĩ còn khổ hơn. Tại vì nên như là hai cơn lốc đó, một cái gia đình phải có một cái cột trụ. Ví dụ một người chồng nghệ sĩ, một người vợ nghệ sĩ, rồi một người đứng yên lo. Còn đằng này cả hai đứa cùng đi. Thành ra Duyên cũng không trách Hội, tại vì Duyên cũng đi mà mạnh Duyên đi, mạnh Hội, Hội đi. Rồi lại sống xa nhau, rồi lại tới một cái mức nào đó, rồi mình thấy ủa tại sao mình, đối với Duyên, Duyên không biết Hội, ủa tại sao mình không nhớ người đó nữa. Ra cái tuần đầu nhớ lắm, từ tuần thứ nhì thấy ok, tuần thứ ba, tuần thứ tư rồi bắt đầu xa, rồi lại có những cái công chuyện làm riêng, về những cái quyết định cuộc sống riêng. Hội có thể xây dựng cái cuộc sống ở Việt Nam, lúc đó Duyên ở bên Mỹ. Cái gì nó cũng duyên. Thì có một ngày nào Duyên chợt ngủ dậy và Duyên thấy không cần người đó, và nghĩ ồ, cũng nghe những cái tin đồn đi, ở người này người đó có, thì Duyên nghĩ là nếu mà thật sự mà anh có cô nào thì mình có buồn không? Thì thật tình là thì nó cũng như vậy thôi, không thấy buồn. Thì có thể, tại vì anh thấy những cái buồn, những cặp vợ chồng là do cái quen hơi. Tình yêu như thương áo, quen hơi ngọt ngào mà. Thì nó phải ở gần nhau hoài, nó mới quen hơi, nó mới có những cái gắn bó. Và khi mình xa nhau rồi thì tự nhiên bỗng dưng một ngày nào đó mình thấy như ok. Có thể là từ đó cái tình yêu nó phai nhạt chứ không biết. Đó là giống như người ta nói xa mặt cách lòng, trong cái trường hợp đó của chị với Trịnh Hội. Có thể. Là rất là đúng cái, cái câu nói đó. Có thể. Nhưng mà bây giờ thì cái cuộc tình hiện tại của chị thì cũng lặp lại đúng như cái bài học đó. Không lại, nhưng mà nó là khác là như vậy nè. Hồi đó Hội Hội đi xa nhưng mà hai đứa ít nói chuyện. Và khi mà nói chuyện thì chỉ bàn những cái việc công chuyện thôi. Thành ra giết mình nói như hai người CEO nói chuyện với nhau rồi đó. Mình không có. Thì với cái người bà Hội với Duyên nhiều khi xa nhau tới mấy tháng, 3 tháng, 4 tháng mới gặp. Còn bây giờ với người bạn này thì text, cả ngày text với nhau, mỗi sáng, mỗi tối nói chuyện với nhau. Bây giờ Skype lại gặp mặt. Và Duyên với anh thì muốn make sure là lâu lâu lắm là 3 tuần phải gặp nhau một lần, 2 tuần hoặc 3 tuần. Okay. Thì cũng có sửa đổi một tí. Improvement. Có, thực ra vẫn có liên hệ, vẫn có contact. Thường xuyên hơn. Nhưng mà tiếp theo chị sẽ duy trì cái mối quan hệ đấy như thế nào khi mà cái công việc ở Việt Nam nó bộn bề hơn, thêm những cái kinh doanh mới. Mỗi ngày thì cái công việc nó sẽ kéo chị muốn bay 3 tuần một lần. Đó lần này là bây giờ 2 tháng nè. 2 tháng nha. Đấy, lần sau sẽ là 3 tháng. Đúng. Ok, sau cái gì tiếp theo? Không biết được anh ơi. Duyên thì Duyên thấy ở trong cuộc đời mình lạ lắm, có những bài học mà Duyên nghĩ là Thượng Đế giao cho mình. Một khi mình đã học được cái bài học này thì lại một bài học khác khó hơn, cũng tương tự như vậy nhưng mà khó hơn một tí. Duyên không biết, đó là một câu hỏi, một cái challenge mà một
cái gì mình phải đi qua tới lúc đó thì Duy mới biết. Thôi sang năm ngồi nói chuyện lại với anh coi tình hình nó ra làm sao. Update tình hình. Update tình hình nó ra làm sao. Ngày xưa cha chị với mẹ chị trước khi hai ông bà xa nhau á thì họ có cùng sống với nhau không hay họ cũng ở hai nơi không nhau? Có sống với nhau, sống với nhau cho tới như vậy thì tức là ngay cả sống với nhau, ngay cả có những cái mối quan hệ giống như nhau thì cái tình yêu nó vẫn có thể đổ bể. Đúng. Cái chị thì với tư cách là một người của công chúng thì chị khuyên những cái người fan hâm mộ của chị như nào khi mà gìn giữ cái tình yêu của chị như thế nào? Duyên nghĩ đó là nói chung một người đàn bà khi đã lập gia đình, nhất là khi có con cái, ai cũng muốn nó trọn vẹn, không những cho mình mà cho con. Nên cái là lý tưởng nhất vẫn là có vợ, có chồng, có con, cùng nuôi con. Thành ra nghĩ là cực chẳng đã mình mới phải xa nhau. Nó mỗi một con thì có qua cái kinh nghiệm của Duyên cho tới bây giờ mà Duyên vẫn học hỏi, thì Duyên thấy rằng là sau khi xa nhau mình đọc những cuốn sách tiếng Mỹ nó gọi là self help, nói chuyện về tình yêu, nói chuyện về gia đình vợ chồng. Bởi vậy thành ra Duyên cũng thấy là ví dụ như đạo Công giáo, họ trước khi lấy nhau họ phải đi học về vợ chồng, và sau đó mỗi lần họ có một cái chuyện gì họ đến cha giảng, cái đó rất là hay. Mình làm cái nghề gì mình cũng phải đi qua một cái lần tập dượt học hỏi, làm bác sĩ, làm luật sư, kỹ sư. Riêng về cái chuyện làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ là không có học hỏi nha anh. Học làm sao làm như vậy đó, học sai là làm sai đó. Và mình không tìm hiểu hơn. Nhưng mà sau này Duyên có đọc và Duyên thấy nó có giúp đỡ Duyên về những cái khi mà mình gây lộn hay mình tức tối, mình có những cái tools, nó có những cái dụng cụ, cái phương tiện để mình giải đáp cái đó. Và mình đọc thì mình thấy nó giống nhau lắm anh. Tại vì những cái người này họ viết, họ đã phỏng vấn cả trăm, cả ngàn những cặp. Và Duyên rất là ngạc nhiên là ủa, cái đó cũng giống mình vậy. Ủa, bộ nó viết về mình sao? Nó có những cái điểm giống nhau lắm. Thì mình nên học hỏi, mình nên học một cái nghề làm vợ, nên học một cái nghề làm chồng. Và nếu mình bỏ 8 tiếng vào để mình gây dựng sự nghiệp, thì nếu mình bỏ 1 tiếng vào để mình gây dựng cho cái tình cảm của mình nên làm. Còn đối với con cái thì sao? Chị nuôi dạy con cái như thế nào? Nó có giống như ngày xưa cha mẹ chị nuôi dạy chị không? Có, là tại vì con Duyên đang do chính mẹ Duyên nuôi dạy. Tức là không phải là chị nuôi dạy. Không, Duyên nói đùa thôi. Lúc nào thì mẹ Duyên cũng ở với Duyên. Nhất là bây giờ Duyên đi xa thì mẹ về ở với các cháu. Nhưng mà từ trước tới giờ thì chỉ có xa, hai mẹ con mới xa nhau có một năm nay khi mẹ về Việt Nam, là lần đầu tiên mà Duyên phải nuôi con hết một mình. Thì có mẹ chống thì Duyên thấy an tâm lắm. Tại vì Duyên đi ra ngoài đi làm, nhưng mà mẹ ở nhà là săn sóc các cháu từng ly từng tí và dạy dỗ theo cái cách Việt Nam. Tất nhiên Duyên về thì Duyên cũng trông, nhưng mà Duyên trông cái vai trò của Duyên nghiễm nhiên nó trở thành một cái vai trò người bố trong gia đình. Trông là chăm lo đầy đủ tất cả phương tiện, học thức hay là những cái gì mà cần giải quyết, yes. Nhưng mà phải nói về những cái tỉ mỉ, thủ thể thì là bà nhiều hơn Duyên. Vì sao chị... thời đó chị không có con với Trịnh Hội? Thật ra thì hai đứa cũng muốn, nhưng mà có thể vì cái tuổi tác hay vì cái stress đó thành ra không có được thôi. Chứ cũng rất biết là đâu không có. Nếu có một đứa con thì cái quan hệ đấy nó có thể là gắn chặt hơn không? Không, cái đó là câu mà Duyên trả lời được. Tại vì ngay cái người chồng đầu tiên, khi mà Duyên thấy, lúc mới lấy, Duyên thấy nó không ổn đây, thì Duyên nghĩ là không được, cho mình phải có con đi. Tại vì chả lẽ mình lấy rồi mình cứ bỏ. Lúc như là Duyên nói là cái hôn nhân đầu tiên, mình muốn làm tất cả để mình giữ. Thì có một đứa con xong rồi, thấy vẫn chưa ổn. Duyên nghĩ chó cha, bây giờ có con rồi và chả lẽ lại không thích rồi mình lại bỏ đi. Thôi bây giờ mình phải tự làm cái gì để mình trói chân mình nữa. Thôi hai đứa con đi cho nó chắc ăn với lại tất cả bổn phận. Thôi mình thử hai đứa con đi. Nhưng mà hai đứa con rồi nó lại cũng đi là phải đi. Thành ra bây giờ Duyên nghĩ là
con cái nó không giữ được, mà trái lại nếu mà kiểu cuộc tình mình nó đã bập bênh đó thì có một đứa con nó còn dễ đi hơn nữa. Mà như vậy mình lại mang thêm một đứa con vào đời mà mình không có trách nhiệm, thì đối với Duyên thì Duyên rất mừng là lúc đó Duyên không có con với Hội. Như vậy thì ngay khi một thời gian, ngay khi mà chị cưới bác sĩ Ly đã thấy là mình lựa chọn không đúng rồi. Đúng. Từ lúc nào chị nghĩ rằng là mình chọn sai? Thật ra với Ly là ngay trước khi lấy đã thấy những cái dấu hiệu, nhưng mà lúc mà Duyên còn trẻ đó thì Duyên rất hung hăng. Duyên đã thấy những cái không hợp, nhưng mà Duyên nghĩ rằng là wow, chắc người đó mình phải đủ để cảm hóa người đó chứ. Mình mà, kỳ duyên mà, ngon mà, không bao giờ thất bại đâu. Mình phải đủ để cảm hóa được người đó, lúc đó rất tự tin. Nhưng mà cũng không tự tin hẳn, mình nghĩ thôi, mình cái plan thứ nhất là như vậy, cái plan thứ nhì, nếu mình không cảm hóa được người đó thì mình yêu người ta quá, mình chấp nhận. Lúc đó Duyên nghĩ là Duyên yêu lắm. Thì lấy về thì Duyên cả thấy mình sai cả hai. Mình không cảm hóa được người ta mà mình cũng chẳng chấp nhận được. Thì bởi vậy nó là càng ngày nó càng học hỏi. Lúc trẻ thì rất hung hăng, và tới bây giờ thì Duyên thấy là không cảm hóa được ai. Cái gì mình thấy lúc đầu là nó như vậy đó, mình chấp nhận được hay không thôi, chứ mình đừng bao giờ nghĩ người ta sẽ thay đổi hoặc là mình sẽ thay đổi. Lúc chị cũng có nói trong một vài cái bài báo đó, thì cha mẹ chị không can thiệp vào những cái quyết định của chị. Có vẻ như đấy là một cái lối sống cũng rất là Mỹ, phải không? Không, Duyên chỉ nói là bố Duyên thì không can thiệp, mẹ Duyên thì rất can thiệp. Nhưng mà cho tới giờ này, nếu mà anh hỏi là có chuyện gì mà làm cho cô buồn về Duyên thì lúc nào đấy rồi mẹ nói lấy ai hay không lấy, nó cứ làm, nó có nghe mẹ đâu. thì cái đó thì Duyên rất là cứng đầu. Tức là cái lúc mà chị định lấy chồng thì chắc mẹ chị cũng có ý kiến phản đối, đúng không? Phản đối hay là không phản đối thì Duyên vẫn đi theo đường Duyên. Và lúc bỏ có phản đối hay không phản đối thì cái đó là Duyên cũng cứng đầu. Nhưng mà đối với Duyên thì Duyên nghĩ cái đó không phải là bất hiếu. Tại vì cái đó là cái cuộc sống của mình. Và vậy thôi thì mẹ. Nhưng chị... mà đối với mẹ Duyên thì đấy, nó có bao giờ nó nghe tôi nói đâu. Mẹ chị ngày xưa là một người phụ nữ rất là đẹp, rất là nổi tiếng. Trong một cái xã hội nó tất nhiên là quyền lực của bố chị đã đành rồi, nhưng mà mẹ chị cũng là một người rất là nổi tiếng. Nhưng mà bà có dùng cái nhan sắc đó, bà dùng cái quyền lực của nhan sắc đó để can thiệp vào cái công việc của bố chị không? Không bao giờ. Cái đó là cái mà Duyên biết theo những cái mà mẹ Duyên kể lại đó. Là ví dụ như là Duyên nói đó, có những người mà họ muốn có những cái sự can thiệp của bố Duyên, có những cái favor gì đó trong cái thời điểm đó mà không được bố Duyên, mà đi qua mẹ Duyên đó, mà ông biết đến đó, là cái người đó còn bị nghĩa là cho ra chỗ khác chơi còn mau hơn, đến nỗi mà tất cả những người chung quanh đã biết là muốn công việc gì được đó, đừng đi bao giờ nói với bà Kỳ, nói là không được, nói lại là càng không được nữa. Nhưng mà lại có thể đến trực tiếp với ông bằng những cái món quà đặc biệt thì lại có thể là thông. Thì cái đó thì Duyên không biết, nhưng mà có những món quà mà không từ chối được mà không anh. Nhưng mà có thông được cái gì không thì Duyên không biết. Mẹ chị ngày xưa là trước khi lấy bố chị đã có những cái mối tình trước đó? Cái đó thì Duyên không được biết. Nếu mà có thì là vớ vẩn thôi, tại vì bà Duyên rất là khó anh. Bà Duyên là thuộc cổ hồi xưa. Mà mẹ Duyên lấy bố Duyên là mới có 22-23 tuổi. Thành ra Duyên nghĩ là nếu mà có là chỉ có viết thơ văn này nọ thôi, chứ không có một người yêu chính. Còn khi mà bước chân sang hải ngoại thì cái lúc đó cái cuộc sống của những người mà vừa mới di tản, vừa mới lập nghiệp ở cái nơi xa lạ, thì cái lúc cái cuộc sống gia đình nó như thế nào? Lúc đấy cái vai trò của thì mẹ. Phải nói là đúng là không những là Duyên phục mẹ Duyên, mà nói chung là tất cả những người phụ nữ Việt Nam, thì anh cũng biết là trong cái thời chiến thì thường thường là người chồng là phải đi lính, đi bộ đội hay gì, thì Duyên thấy là
phụ nữ Việt Nam nói chung rất đảm đang ở trong mọi cái xã hội, mọi cái tình huống. Ở Việt Nam thì anh thấy một người vợ còn phải nuôi một bầy con, rồi nuôi nhiều khi cả mẹ chồng, gia đình chồng. Mẹ Duyên cũng vậy. Thì trong những cái năm đầu đi sang là chỉ có mẹ Duyên hết. Mẹ Duyên đi học thật là nhanh, học đi bán bảo hiểm, rồi mẹ Duyên làm cũng rất là thành công. Thì theo Duyên được biết thì trong những cái năm đầu cả gia đình là do mẹ Duyên cán đáng hết. Lúc đó bố chị làm gì? Duyên không thấy làm gì, thấy ngồi nhà. Ngồi nhà không? Duyên thấy ngồi nhà. Rồi sau này mới có những cái công việc làm tiệm rượu với cái tiệm liquor store, rồi ông muốn làm đi đánh tôm hay gì đó, nhưng mà nói chung thì không có được thành công. Như vậy người mẹ chị từ một nguyên khi mà bà gặp ông là đang làm chiêu đãi viên hàng không, đúng không? Thì nghề nghiệp lúc đó là chiêu đãi viên thôi. Và sau đó thì làm nghề nghiệp là một người vợ. Thì bà chuyển sang làm các cái công việc kinh doanh bình thường, thậm chí còn đi làm thuê, đúng không? Đi bán bảo hiểm, làm thuê cho người ta. Thì cái lúc đó chị thấy cái bà trang trải cho cái cuộc sống như thế nào? Thật ra lúc đó Duyên còn quá nhỏ, thành ra rất là may mắn. Mình không có hiểu được cái nỗi khổ của người lớn. Nhưng mà Duyên nghĩ là mẹ Duyên cũng giống bà ngoại Duyên. Bà ngoại Duyên đó thì chồng chết sớm, lúc đó bà mới có 30 tuổi. Lại phải có bà hai, hai bà đều sống với nhau. Ông là Duyên là có bà một, bà hai, nuôi ba đứa con. Mà bà Duyên lại còn không được đi học, không đi buôn muối, buôn gì đó. Nhưng mà cả một gia đình, tất cả con là đều cho đi học trường Tây. Duyên nghĩ là mẹ Duyên lớn lên cũng vậy, ngay từ hồi rất nhỏ đã không có xin tiền bà, và vừa ở cái tuổi đi làm được là đã đi ra đi tháo vác và đi làm chiêu đãi viên, lúc đó cũng làm rất là nhiều tiền, có buôn bán này nọ. Thành ra Duyên nghĩ cái máu nó vẫn ở trong người, thành ra cái lúc cần làm vẫn phải làm tất cả những cái gì. Và bản thân Duyên cũng vậy. Anh biết là 14 tuổi là Duyên đã đi làm rồi không? Đi làm nhà hàng. Mà không phải là nhà hàng đây, food court giống trong mall đấy, là service đồ ăn thôi. Là Duyên cũng từ nhỏ là Duyên cũng nghĩ là bắt đầu đi làm, rồi làm part time mùa hè, và cho tới bây giờ cũng vậy. Bất cứ cái việc gì có thể làm là làm. Và Duyên có thể nó ở trong cái máu của người, hoặc là ít nhất là những người đàn bà trong gia đình Duyên. Nhưng mà chị có thể thấy có một cái sự hẫng hụt khi mà tất nhiên là chị lúc đó thì còn quá nhỏ để suy nghĩ, nhưng mà cái một cái người có thể như là một công chúa như chị ở trong một cái gia đình như vậy, và khi sang bên Mỹ lại phải sống một cái cuộc sống của một người bình dân, cũng phải chăm lo cho cuộc sống của mình, phải đi làm để kiếm tiền, đi học như vậy, thì cái trong gia đình chị và bản thân chị hay bố mẹ chị lúc đó là cái cảm xúc của họ như thế nào? Duyên nghĩ là Duyên may mắn, tại vì ở Việt Nam Duyên còn nhỏ quá. Nếu mà nói về những cái gì Duyên nhớ ở Việt Nam là cũng chạy ra trước cổng chơi với con của mấy chú ở trước cổng, là nhảy dây rồi lò cò, bắn dây thun vớ vẩn vậy thôi. Duyên chưa được sống cái mà anh nói là hưởng là công chúa. Thành may mình chưa được, thành ra mình chưa mất. Có thể với những ông anh lớn của Duyên đó, đã từng sống sung sướng, đã từng được đi học ở bên Anh, gửi đi học những cái trường tư, thì Duyên nghĩ là đối với họ, họ thấy hụt hẫng hơn. Đối với Duyên thì Duyên không thấy cái gì khác biệt, tại vì con nít thì cũng ở trong nhà thôi. Và vì vậy Duyên rất nể phục, nhất là mẹ Duyên. Tại vì bà đã được hưởng quá nhiều, đã được... Và như vậy mà vẫn lập lại cuộc sống và làm mọi cách. Duyên không biết làm sao, nhưng mà cho gia đình ổn định, và cho tới ngày hôm nay Duyên ra trường, Duyên tất cả những cái gì Duyên có, phải nói là cái tay mẹ công lao rất là lớn. Như vậy là cái phần lớn cái cuộc thời gian ở bên đó, cái việc mà quản lý gia đình, nuôi sống cho gia đình là thực ra là trong tay của mẹ chị. Lúc đó là bố chị liệu có phải như ông khó, ông không thể hòa nhập được cái cuộc sống đó? Thứ nhất là một, và thứ nhì là phải hỏi anh có cái nghề gì. Thật ra bố Duyên cũng rất muốn giúp, nhưng mà tất cả những cái gì mà bố Duyên được huấn luyện thì bây giờ nó không bay lốt thì là không được, và nó lại ở trong một cái địa vị
nó lạ lắm, là tại vì, nhưng mà Duyên cũng rất nể bố Duyên, là sau này khi mà có làm được cái việc gì, ông cũng xả thân làm, là bằng cớ là có những lúc có cái tiệm rượu, ông cũng đi bán, ông cũng đứng bấm máy. Và như vậy thì có rất nhiều người Mỹ, họ ngay cả có một ông kể là có một cái tour xe bus Mỹ đậu ở dưới, nó vào đây để gặp chụp hình với lại Premier Air Marshal Key. Và cũng rất nhiều, có nhiều khi ông đang đứng bán thì có một người Mỹ họ tới, họ nói tôi hồi đó đi bên Mỹ, tôi xin đứng gác ở trước cửa. Nó có nhiều cái nó rất là lạ, nhưng mà phải nói là ông cố gắng làm tất cả những cái gì trong khả năng của ông, nhưng mà nhiều khi khả năng nó chỉ có tới vậy trong cái thương trường thôi anh không? Đấy, còn sau đó khi mà chia tay rồi thì cái cuộc sống của ông như thế nào? Ông có phải nói là sau đó thì bẵng đi một thời gian, ông đi làm ăn rất nhiều ở những cái nước ở Thái Lan, một lâu ở Thái Lan, ở Singapore, thì lúc đó ông lập gia đình lại với Tata Kim. Thì từ lúc đó trở đi thì những cái cuộc sống của ông thì cho tới giờ này Duyên cũng không biết, Duyên cũng không biết. Nhưng có những lúc nói chuyện với Tata, và nhất là ngay cái ngày mà bố Duyên mất thì Tata cũng lên nói những cái lời phúng điếu, thì nói là thậm chí có những lúc mà em không có một đồng trong túi mà bố cũng không biết. Thì có thể là Tata sau này là người phải lo lắng cho bố Duyên, có thể Duyên không rõ cuộc sống của ông bà ra sao. Thì cái dường như là những cái mối quan hệ của chị với cha đó, từ sau khi mà gia đình chia tay thì nó chỉ còn là những cái quan hệ xã giao, nó không phải là những cái mối quan hệ tình cảm cha con nữa hay sao? Không, cái tình cảm thì nó rất là thấm thiết, cũng như là bố Duyên với Duyên nó có cái lạ, cái thần giao cách cảm. Duyên không cần phải có bố bên cạnh để mà cảm thấy bố thương, ngược lại bố Duyên cũng vậy. Nhưng mà chỉ có là tại vì đi xa, mà lúc đó thời Duyên đi học, Duyên chưa làm show, Duyên chưa có những phương tiện, chưa có tiền để bay đi gặp ông. Thành ra Duyên sống với mẹ, thì trong gia đình thì mẹ là cái người ngay đó nâng đỡ. Còn lúc đó thì bố Duyên lại không có sống ở Mỹ nhiều, thì ít khi gặp thôi. Nhưng mà cái tình cảm thì bao giờ cũng có đó. Và càng lớn lên thì Duyên lại càng thấy nó đậm đà hơn. Cái việc mà chị quay về Việt Nam đó, thì có phần nào đó là tác động từ ông không? Không có, nhưng mà Duyên biết là ông rất là hãnh diện. Ông rất là hãnh diện, và từ lâu ông đã nói là cũng tất nhiên Duyên phải hỏi ông chứ. Bây giờ bố ơi, thấy con về Việt Nam, thì bao giờ bố cũng nói con là cái thị trường ở Việt Nam nó lớn rộng lắm, con phải về đây. Và khi mà Duyên về đây, rất may mắn là trong cái nửa năm còn lại ông sống ở đây. Và cái bước đầu tiên Duyên về những cái show ở Hà Nội được người ta khen, thì Duyên thấy ông rất là hãnh diện, ông rất là vui. Nhất là về đây ông đi đâu người ta cũng nói là ủa ông là ông, có lần ông nói chứ, ông than ấy, về đây nó giới thiệu mình, nó lại giới thiệu là bố của cô Kỳ Duyên. Giới thiệu ông này là bố của cô Kỳ Duyên. Và những cái đó Duyên biết là Duyên làm ông rất là hãnh diện. Thì ông về Việt Nam, ông kinh doanh địa ốc. Như chị nói thì thực ra ông cũng không biết kinh doanh gì. Thế thì cái vai trò của trong cái kinh doanh của gia đình đó, thì có phải đấy là cái việc chính của Tata, của mẹ kế của chị? Duyên nghĩ là như vậy. Thật sự ra Duyên thì vì một cái sự tế nhị, Duyên không bao giờ hỏi về cái công việc làm ăn của bố Duyên. Nhưng mà theo Duyên nhìn ở ngoài thì Duyên ở đó, Duyên thấy là Tata là cái người mà đi họp hành hàng ngày. Và bố Duyên tất nhiên là về cái mối quan hệ, về cái đầu tiên Duyên nghĩ là phải do bố Duyên ra. Nhưng mà từ đó những cái người mà để hàng ngày để chạy những cái việc hay câm thì Duyên nghĩ là chắc là Tata. Chị có định kinh doanh địa ốc không, giống như là gia đình? Duyên rất muốn nếu có dịp, tại vì Duyên nghe nói là làm giàu ở đây là địa ốc là nhất rồi. Duyên rất là muốn là nếu có dịp, nói chung là cái gì mà có thể phát triển được. Nhưng mà thực ra thì chị chưa quen với địa ốc đúng không? Ở bên kia chị kinh doanh về beauty, về làm đẹp, rồi là
có những cái hình như chị có những cái khóa học riêng về về fitness. Ở chị có định là đưa những cái đó về Việt Nam không? À, thật sự là không. Nếu mà nói là cái dự định mới nhất mà Duyên đang chuyên tâm về bây giờ là Duyên đang thôi Duyên không nói được đâu, để khi nào xong lại. Nhưng mà nói chung là nó về những cái mặt hàng, những cái mỹ phẩm, những cái make up mà Duyên thấy ở Việt Nam thiếu, đang không có, đang cần. Những cái chăm sóc về da, về gì. Tại vì Duyên thấy là càng ngày người ta càng thích những cái món đó. Và những cái chỗ nào làm tốt. Tại vì Duyên đi khắp thế giới và Duyên dùng rất là nhiều. Và Duyên nghĩ là qua cái sự giới thiệu của Duyên thì những cái sản phẩm đó sẽ được đón nhận ở Việt Nam. Thì cái đó là cái Duyên đang chú tâm. Có phải là chị rất gắn bó với những cái sản phẩm sắc đẹp nên là chị nhận lời làm đại diện cho collagen đó? Đúng. Đúng, thưa anh, Duyên chỉ làm đại diện cho những cái gì mà Duyên tin tưởng trước. Phải chung là Duyên phải xài và Duyên phải thích thì Duyên mới đại diện. Đối với Duyên là tại mình không thể giới thiệu một món hàng mà mình không thể tin tưởng được. Và nếu mà mình cứ nói như vậy, họ sẽ nhìn vào mình và họ sẽ thấy một cái sự không thật ở đó. Thành ra Duyên cũng từ chối nhiều những cái món hàng mà Duyên thấy không thích hợp với Duyên. Cái đĩa DVD mà dạy thể dục của chị ấy rất là nổi tiếng. À vâng. Thì cái đó thực sự là chị giới thiệu cho người ta một cái bài tập thể dục đó. Nó có về từ trong cái tâm của chị có nghĩ rằng nó là một cái bài tập thực sự có giá trị đối với cả phụ nữ không? Có chứ anh, là tại vì Duyên là người rất thích tập thể thao. Mà cái bài đó không phải là Duyên nghĩ, Duyên phải có một bà trainer bà dạy cho Duyên. Mà Duyên chỉ tập cái bài đó trong vòng 3 tuần để mà quay cái video đó. Thì 3 tuần tới Duyên đã thấy cái người Duyên nó khác hẳn rồi. Mà vì tập cái đó là Duyên thấy khác hẳn, thành ra Duyên tin tưởng. Nói chung là cái video đó nó không phải là kinh doanh, tại vì nó không có mang lại cái tiền nhiều. Nhưng mà đó là một cái, nếu mà Duyên làm sau này là tại vì Duyên thấy nó thật sự tốt cho người ta. Và Duyên muốn giới thiệu về cái gì tốt thôi. Chứ còn nếu về kinh doanh thì cái đó một cái đĩa DVD mà anh đâu có làm được bao nhiêu tiền. Cái đó là thương hiệu của chị hay là của người chuyên nào? Cái đó thì Duyên làm là cho Thúy Nga. Nhưng mà họ phải thuê một người trainer để dạy Duyên, để Duyên dạy lại. Cái đó cũng là một cái ngành kinh doanh béo bở đó. Anh nghĩ vậy không? Thì đó cũng là một cách kiếm tiền. Ví dụ như là những cái đĩa đó mà người ta không sao chép lậu. Chắc là cũng bán được nhiều tiền lắm. Dạ, thì Duyên nghĩ là ngay cả những đĩa như Thúy Nga mà còn ngáp ngáp nữa, không chỉ là những cái đĩa đó. Dạ. Lại nói về cái nghệ thuật như chị đang làm với Thúy Nga, thì cái phương tiện kiếm sống của những cái trung tâm văn hóa ở hải ngoại, họ dựa trên những cái live show như thế để kiếm tiền vài ngàn người đến xem, hay là dựa trên cái việc bán đĩa? Trước nay đó thì nó vẫn là trên việc bán đĩa. Nhưng mà sau này thì Duyên nghĩ là lần nó phải thay đổi. Thành ra đối với Thúy Nga thì những cái chương trình thì sẽ là vừa quay video vừa bán vé. Thì cái tiền bán vé nó cũng là một cái tiền để trợ giúp cho ra DVD. Nhưng mà nói thật, DVD nhưng mà không phải là mình cứ nói là tại vì người ta băng lậu với gì. Nhưng mà Duyên nghĩ là đó là cái technology càng ngày. Anh thấy như Blockbuster nó còn sập tiệm. Thì càng ngày chắc là về cái phương hướng họ phải nghĩ ra một cái định lối nào. Chứ bán DVD thì Duyên thấy ở đâu cũng chết. Chị nghĩ rằng ở cái việc mà tôn trọng cái bản quyền của những cái đĩa DVD đó ở nước ngoài và ở trong nước thì ở đâu nó là cái vấn nạn lớn hơn? Tất nhiên là ở trong nước, tại vì ở trong nước thì Duyên thấy là ai cũng biết đĩa, nhưng mà Duyên được biết là trong nước thì chưa được chính thức mang vào, thì tất nhiên là những cái đĩa là phải đĩa lậu hết. Và nhưng mà Duyên cũng không trách được, tại vì ở trong này nếu mà có bán đĩa thật mà họ mua đĩa lậu thì mình nói, nhưng mà tại vì đằng này không có đĩa thật thì họ không có cái phương tiện nào khác. Còn cái công nghệ sản xuất chương trình ở khi chị về Việt Nam đó, thì chị thấy cái công nghệ sản xuất đó nó khác nhiều và khác như thế nào đối với nước ngoài? Nếu mà nói thật thì anh đừng buồn nhé. Chị cứ nói thật đi. Tại vì anh là media mà.
tất nhiên là nó không bằng. Nhưng cũng ngược lại, đây là không phải là duyên so sánh giữa một trung tâm Việt Nam với Thúy Nga là một trung tâm Việt Nam. Nhưng mà phải nói rằng là Thúy Nga, cái mặt và cái đầu văn hóa là Việt Nam, nhưng mà đằng sau là Hollywood. Thành ra nói như vậy cũng như là mình so sánh Việt Nam với Hollywood thì tất nhiên là phải thua rồi. Tại vì Thúy Nga, cái ông đạo diễn của Thúy Nga hiện giờ là ông đang đạo diễn cho cái chương trình nó cũng tựa giống là American Idol, nhưng mà là cái mới hơn, X-Factor. Something like that, là cũng ca hát. Và ông là đạo diễn và lighting director là làm cho Dancing with the Star. Tất cả những cái crew đằng sau không có một người Việt nào hết. Ngay cả người cầm máy, người cầm dây, người editing, ánh sáng hoàn toàn là của Hollywood mang tới. Và họ đây là những cái chương trình làm lớn. Ngay cả vũ công của Thúy Nga không có một người Việt. Toàn là người Hoa, người Tàu, người Lai, mà những người top của Hollywood để họ nhảy với những người đằng sau như là Beyoncé. Nếu mà anh coi đó, những cái tour đó, mình sẽ thấy những người đó nhảy với Janet Jackson, lúc sau qua Thúy Nga. Bởi vậy cái đội mà đội dancing của Thúy Nga thôi đó, thuê mỗi chương trình bây giờ là 200.000 anh. Tại vì phải thuê qua agent và Hollywood. Thành ra nếu mà nói là tại sao Thúy Nga làm hay hơn, yes, cái đầu và cái xếp đặt là, và cái khuôn mặt đằng trước là Á Đông, nhưng mà đằng sau là Hollywood. Và nếu mà nói về Hollywood thì bây giờ Duyên thấy ngay cả hồi đó sang Hàn Quốc xây không thể nào bằng được luộm thuộm. Và đó, thành ra một cách khách quan thì chị đánh giá là giữa Thúy Nga với những trung tâm khác của người Việt bên kia thì có cái sự nổi trội hơn không? Chắc chắn là có, khách quan và chủ quan luôn. Khách quan và chủ quan, tại vì Thúy Nga chịu khó chi. Và nó bắt nguồn từ cái chị Tô Ngọc Thủy là người rất yêu nghệ thuật và bao giờ cũng muốn cái đẹp. Những cái, và không trách những cái trung tâm khác, bây giờ cái số định cái người mua nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ anh có bỏ 1 triệu vào anh cũng bán được bao nhiêu cuốn, thì những cái trung tâm khác họ nghĩ nếu như vậy họ bỏ 400.000 họ cũng bán được bao nhiêu cuốn. Tại vì ở bên đó thì cái thị trường về giải trí nó quá ít anh, làm sao những cuốn dở hơn họ vẫn mua, những cuốn hay hơn. Tại một năm ra có 4 cuốn, mỗi cuốn có 25 đồng, thì người ta dư xăng để người ta mua. Những cái trung tâm khác họ nghĩ vậy thôi, tôi chỉ làm hơn một nửa giá. Nhưng mà Thúy Nga thì không. Lúc đầu đó thì cô Thủy bắt đầu hết tiền rồi đó, ok thôi làm ít. Nhưng mà một hồi thế thấy không được, chú ơi, trời chú ơi, cái này xấu quá, thôi lại phải cho vô, tại vì quen rồi anh. Thành ra cô Thủy cũng nói Duyên là nếu một ngày nào Thúy nghĩ là hoàn toàn mà sập tiệm mà không làm được, thôi chắc Thủy dẹp Thúy Nga, Thủy đi bán phở làm nhà hàng hay cái gì đi. Chứ nếu mà tiếp tục mà ra một cái sản phẩm như vậy mà nó không vừa mắt mình thì Thủy thấy Thủy làm không được. Đó. Cái lúc mà Thúy Nga nói rằng là có thể đóng cửa, lúc đó tin đồn rất nhiều cái chuyện đóng cửa. Đấy là một chiêu PR của Thúy Nga hay là... Không phải một chiêu đâu, đó là một sự thật. Và cho tới bây giờ, Duyên phải nói là vẫn nhắc ngoài từng cuốn một. Vẫn, nhưng mà bây giờ Thúy Nga có thể kiếm ra được, đang phân đấu để kiếm ra những cái khác. Có thể là phải làm pay-per-view ở trên net, có phải theo con đường khác. Và cũng bắt đầu có một cái đài TV và cũng phải kiếm một những cái con đường nào khác. Và hy vọng là có những cái tiền khác vào. Có, chị có phải là cái người mà tức là exclusive của Thúy Nga, một cái người chuyên thuộc độc quyền của Thúy Nga không? Vâng, riêng là độc quyền cho Thúy Nga. Như vậy thì những cái lần mà chị đi biểu diễn, đi bay show ở Việt Nam và các nơi khác thì cái đó là cũng vẫn thuộc cái bản quyền của Thúy Nga. Thì tất nhiên là độc quyền đầu tiên là trên video, là thâu hình đã. Thì cái đó thì Duyên không được thâu hình. Còn tất cả những cái live show thì như là Thúy Nga là agent, cũng như là tất cả các ca sĩ thì ai cũng phải trả một cái agent fee, một cái commission cho Thúy Nga. Cái đó là một cái công nghệ, thực ra nó có thể được coi là một cái ngành công nghiệp. Ở bên Mỹ hay là nước ngoài họ đã định hình như vậy. Và đó là cái phương tiện sống của các cái agent như là Thúy Nga. Còn ở Việt Nam thì chị có thấy cái khả năng phát triển chuyên nghiệp đến khi mà có các cái agent như thế hay không? Duyên thì Duyên chưa biết, nhưng mà cũng nói thật, ngay cả bản thân Thúy Nga, cái chuyện mà charge commission là cũng mới trong vòng 1-2 năm nay thôi anh. Tại vì chị Thủy là một người như là Duyên nói đó, là rất chịu chi và rất chi cho nghệ sĩ rất là nhiều. Ví dụ như là bản thân Duyên
chưa bao giờ đòi hỏi giá tiền, nhưng mà chị thấy được là chị tăng lương. Ca sĩ mà bán băng được là bonus. Thì chỉ trong vòng 1-2 năm nay, vì đi vào cái thế quá bí, thì chính nghệ sĩ cũng muốn ăn cây nào rào cây nấy, cũng muốn giúp Thúy Nga. Còn riêng ở Việt Nam thì Duyên không được biết nhiều, nhưng mà ở đây thì Duyên thấy là nghệ sĩ ai cũng có một người manager, một người quản lý. Thì Duyên không biết là những người đó họ có được một cái phí nào khi họ book show hay làm việc không, thì Duyên không biết. Những ca sĩ của Việt Nam sang tham gia vào Thúy Nga đó, dạ, thì họ có được giống, tức là được đối xử một cách bình đẳng giống như là với các cái nghệ sĩ gạo cội của Thúy Nga không? Trong nghệ sĩ, đối với Duyên, cái nhìn ở ngoài, tại vì Duyên không phải là ca sĩ, nhưng mà tất nhiên người ta nói là hai cô ca sĩ có kèn nhau bao giờ, thì Duyên thấy là bình đẳng. Nhưng mà còn những cái kèn cựa, những cái sóng ngầm ở trong thì Duyên không biết. Nhưng mà chị Thủy thì khẳng định với Duyên là nó bằng, là tại vì sao? Thủy là muốn ai cũng đẹp, ai cũng hay hết. Là một người producer, mình muốn có 20 bài hit, tại sao mình muốn có một bài hit? Nhưng mà tất nhiên khi mà ra, cái khả năng của người ca sĩ, cái chinh phục, cái bài bản, cái tập luyện, producer là một nửa, ca sĩ phải là một nửa. Đó. Và cũng cái may mắn, cái bài bản, cái này nọ thì Duyên nghĩ là chứ không có cái sự mà chèn ép đâu. Những cái ca sĩ ở Việt Nam sang, mà ngay kể cả những cái ca sĩ mà họ không sống tại Mỹ, tại hay là sống họ vẫn sống ở Việt Nam, định cư ở đó, thì họ có những cái cơ hội đối với cộng đồng khán giả nói chung ở bên đó không? Họ có được đón nhận giống như là các cái ca sĩ đã sống ở bên ngoài? Khi mà Duyên coi qua những cái báo chí hay là những cái có chấp nhận hay không, thì bây giờ Duyên mới nghiệm rằng nó không phải là sống trong nước hay ngoài nước, nhưng mà nó là do cái người ca sĩ, cái bản tính và cái cá tính của người ca sĩ. Nếu mà khán giả mến người đó thì cũng cụng một chuyện, nó làm không ai nói gì cả. Và nếu mà khán giả không mến thì tự nhiên nó có nhiều chuyện anh. Không mến nó có nhiều vấn đề, ngay cả nổi quá cũng làm cho người ta gai mắt. Hay là những cái lời tuyên bố trên báo chí không biết là có thật hay không. Nhưng mà Duyên thấy nói chung là những cái người ca sĩ nào mà Duyên thấy cái bản tính dễ thương, khiêm tốn, không có nói tuyên bố những cái lời mà gọi là sốc hàng trên báo ở bên kia cũng như bên này, và đúng như là im lặng đi làm kiếm tiền không thì không ai làm gì. Cái đó là cái sự thật. Thế có nghĩa là có thể là có những ca sĩ rất là nổi tại Việt Nam, nhưng mà vì anh ta nổi, vì anh ta đang đứng đầu, cho nên có những cái tuyên bố nó gây sốc, thì ở bên kia có thể sẽ khó làm ăn hơn, đúng không? Thì ngay cả ca sĩ bên kia cũng vậy anh. Có nói chung là nếu mà đi về bên này làm ăn, làm show mà còn lên báo chí nói cái gì đó, hay là về bên đó lại tuyên bố hay nói gì, thì Duyên nghĩ là cả hai bên cũng không chấp nhận. Thế còn những nghệ sĩ hải ngoại khi họ về Việt Nam, chị có nghĩ rằng là họ được đón nhận một cách nhiệt tình hơn đối với khi so với cả các ca sĩ, nghệ sĩ ở Việt Nam đi ra nước ngoài? Duyên thấy không đâu anh, thật tình Duyên thấy không, Duyên thấy cả hai bên. Tất nhiên là nếu mà đi hoài thì nó cũng thành nhàm, phải không? Nhưng mà trong những cái bước đầu tiên thì Duyên thấy nồng nhiệt lắm, cả hai bên. Hy vọng rằng là sẽ có cái những cái ngày mà sẽ có nhiều nghệ sĩ ở nước ngoài về hơn, nhất là những nghệ sĩ trẻ. Tất nhiên là những nghệ sĩ đã thành danh, người ta biết đến tên tuổi nhiều và đã từng nghe hát ở Việt Nam thì đã có chỗ đứng nó tương đối dễ dàng. Nhưng mà những ca sĩ trẻ cũng rất là hấp dẫn. Nhưng mà họ vẫn chưa về lại Việt Nam thì Duyên nghĩ cái đó như là anh nói, như là bầu show thôi. Bầu show mà đang bích chương mà có tiền được thì bầu show sẽ mời về. Bởi vậy Duyên nghĩ là cái chỗ đứng cuối cùng của bất cứ người nghệ sĩ nào là do khán giả chỉ định. Chị có, nếu mà chị làm bầu show thì bây giờ ca sĩ trẻ nào chị sẽ đưa về? Nếu mà là bầu show hả? Duyên sẽ muốn đưa Don Hồ về. Don Hồ chắc là ca sĩ vừa không trẻ không già, nhưng mà Duyên nghĩ là Don Hồ hát nhạc trẻ, chưa về đây lần nào, và cũng là một tiếng hát mà khán giả yêu mến từ lâu rồi. Don Hồ, Như Quỳnh,
Như Loan, có thể là Như Loan là sắp về đây gần đây. Đó là những cái ca sĩ hiện giờ ở bên Mỹ thì người ta rất trẻ, rất thích Tóc Tiên, rất thích Ngọc Anh. Nhưng mà Tóc Tiên với Ngọc Anh thì vừa bên này đi qua rồi quay về lại hả? Ngọc Anh về lại đây cũng rất là vậy hả? Vâng, Ngọc Anh về đây diễn thì cũng rất là được đón nhận. Rất là tốt. Rất là cảm ơn chị Duyên dành một cái thời gian không ít một tí nào cho cái chương trình nói chuyện rất là vui vẻ. Mong rằng là chị sẽ thành công ở cả thị trường ở trong nước và thành công cả những công việc kinh doanh của chị nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Thank you anh. Cheers, cheers. Chúc sức khỏe. Thank you. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một cái tên trong làng văn nghệ và giải trí mà ít người Việt Nam không biết. Đằng sau sự hào nhoáng của sân khấu và video ca nhạc hải ngoại là một tính cách giản dị, cởi mở và một tâm hồn mạnh mẽ, bộc trực, hiếm có. Kỳ Duyên đang dấn thân vào một thị trường rộng mở với những dự án kinh doanh tại Việt Nam. Kỳ Duyên là người dám đón nhận những sự thật phũ phàng, nhìn thẳng để gìn giữ hạnh phúc của riêng mình. Hy vọng chị sẽ thành công. Cảm ơn quý vị đã xem Nói Ra Đừng Sợ trên Fansipang TV. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Chốt đúng không? Thì nó cũng phần nào nó cũng tạo ra sự nguy hiểm. Tôi nghĩ là nguy hiểm hay không nó không phụ thuộc vào môi trường xung quanh đâu. Nó chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân mình mà thôi. Những người mà nói là môi trường xung quanh cám dỗ hay là cái gì